Mình bắt đầu thấy thích và có cảm tình với Volvo rồi đấy. Tranh thủ đi rửa xe thì ngồi hóng chuyện về xe. Mấy ngày hôm nay chúng ta thấy trên mạng xã hội chia sẻ về cái video viral về cái vụ tai nạn ở trên cầu Phú Mỹ. Cũng rất may là tai nạn thì nhìn thì thảm khốc nhưng mà cũng không có thương vong gì cả. Và đặc biệt là cái xe Volvo chúng ta thấy không? Bị tông nát, gọi là rú gió rồi. Nhưng mà anh chủ xe ở đằng trong đấy thì rất may mắn là không làm sao cả. Và anh ấy chỉ bị thương nhẹ thôi. Nhiều người bảo rằng là anh ấy may. Thì cũng là có may đấy. Tôi nghĩ rằng là có may mà may một chút chút thôi. Nhưng ở đây tất cả nó đến từ cái sự tính toán của nhà sản xuất Volvo. Đó, bởi vì chúng ta thấy rằng họ đã tập trung vào cái USP này từ ngày xưa rồi. Đó là sự an toàn. Và chúng ta thấy rất nhiều các cái video mà họ test về cái tính an toàn của Volvo này khi mà gặp phải tai nạn này, khi gặp phải đụng độ này, và rất nhiều các cái video khác mà họ chia sẻ trên mạng xã hội và bao gồm cả chính chúng ta nữa. Mình cũng thấy rất là hấp dẫn về điều này. Chính bản thân mình cũng đang nói về Volvo, về cái tính an toàn này, mình cũng đang lan tỏa một cách rất là miễn phí cho họ, đúng không nào? Đấy thì các chị em ơi, cái điều mà chúng ta làm về xây dựng nhân hiệu cũng vậy đấy. Hãy cho mình một cái USP và sau đó chúng ta không chỉ là tuyên bố như những cái slogan giống như là Volvo đâu, mà chúng ta phải giữ lời hứa và hành động theo cái lý tưởng đó, theo cái slogan đó. Họ tập trung vào sự an toàn thì mọi thứ họ hướng đến là an toàn trong cái việc lái xe, trong việc trải nghiệm, trong việc mà gặp những cái sự cố như vậy. Mình thấy rằng là rất là ngưỡng mộ, rất là thấy mỗi người thì cũng sẽ có một cái gọi là một cái nhu cầu hay là một cái mà trải nghiệm riêng khi mà lái xe và lựa chọn cho mình chiếc xe. Thì có những người thì lựa chọn cái tính sang trọng đó, rồi cái tính thời thượng, có những người thì lựa chọn cái tính về cái độ thông minh đó, về những cái tính năng, đúng không nào? Rồi có những người thì lựa chọn cái độ bền, có những người lựa chọn độ rẻ. Nhưng tóm lại thì cứ nghĩ đến sự an toàn thì chúng ta nghĩ đến Volvo. Và đó là điều mà họ đã xây dựng rất thành công trong tâm trí của những người khách hàng như chúng ta. Đấy, thì việc mà các chị em đang xây dựng cho mình những cái nhân hiệu, ví dụ trở thành những cái chuyên gia chia sẻ về kênh Nail Beauty Full Sum, hay là trở thành một trainer nhà đào tạo Full Sum chẳng hạn. Thì nếu như chỉ có là một cái kênh mà nói về Full Sum chung chung thì các bạn sẽ chả có cái gì mà tạo ra sự khác biệt và gây sự chú ý với cái khán giả của mình hay học viên của mình cả. Vậy nên là cái thứ mà các anh chị em cần phải tạo ra là một cái USP riêng. Hãy tập trung vào một cái yếu tố mà nó là thế mạnh của các anh chị em. Nó là thứ mà các anh chị em đã làm rất tốt, thứ mà các anh chị em có thể là yêu thích, và có thể là những cái mà thành tựu, thành quả mà mình đã đạt được. Hãy tìm cho mình một cái điểm độc đáo. Cứ coi như đây là chúng ta lấy ví dụ từ sự an toàn đi. Các anh chị em hoàn toàn có thể bắt chước, đánh cắp cái slogan này của Volvo và mang về cho mình. Đó, ví dụ như là một chuyên gia về đào tạo về full sum chân mày, thì một cái slogan về an toàn hoàn toàn chúng ta có thể build một cái thương hiệu cá nhân trong tâm trí của người khác. Nhưng không chỉ là chúng ta chỉ tuyên bố như thế, không chỉ là chúng ta chỉ có nói suông, mà tất cả là chúng ta phải giữ lời hứa giống như Volvo vậy. Họ làm rất tốt về điều này. Những cái hành động này, những mọi thứ thì nó sẽ để tôn lên cái slogan đấy. Vậy thì một cái sự an toàn mà nằm trong một cái chúng ta muốn tạo ra một cái dấu ấn cho một chuyên gia về đào tạo full sum thì nó phải thể hiện bằng hành động, phải cho người ta nhìn thấy, cho người ta nghe thấy. Thì thay vì là tập trung vào những cái sự sáng tạo này, hay là tập trung vào cái thẩm mỹ này, thì cái đấy thì ai cũng nói là đúng nào, kiểu dáng chân mày mới lạ thì thẩm mỹ thì cái đấy thì ok. Còn nếu như bắt chước kiểu an toàn như thế nào, tất cả chúng ta chỉ xuyên suốt trong tất cả cái video ấy chỉ nói về cái tính an toàn thôi. Từ cái tư vấn với cái khách full sum của mình thì mình cũng phải hỏi xem là ví dụ như da họ có bị vấn đề gì không, họ có bị bệnh lý gì không. Rồi chúng ta quay những cái quy trình mà chúng ta vệ sinh này, quay những quy trình mà chúng ta khử trùng sát khuẩn này, quay cách thức mà chúng ta đang làm nó an toàn như đến đâu này, có đeo bao tay hay không, đeo khẩu trang hay không. Tóm lại là mình phải khoe ra, mình phải show ra, mình phải thể hiện ra cái những cái gì mà nó đang build mình về cái sự an toàn, đúng không nào? Vậy thì tất cả những cái gì mình đang làm, đang hành động, kể cả trong cái ý nghĩ của mình, trong cái tư duy của mình, nó phải hướng về cái đó. Thì qua cái tần suất về cái sự lặp đi lặp lại này,
cái yếu tố này mới là quan trọng. Chúng ta không thể nào mà tạo ra một cái dấu ấn trong tâm trí chỉ với một vài video hay một vài lần xuất hiện. Nó phải nhiều lần lặp đi lặp lại và phải nhất quán với những gì mà mình nói. Thì qua cái video này và đặc biệt là câu chuyện về viral thì tôi nghĩ là các anh chị em sẽ có một cái bài học cho riêng mình. Nếu như không phải là an toàn khi nghĩ đến về các anh chị em trong cái quá trình làm nghề thì nó là cái gì, là thế mạnh của các bạn. Đấy, thì hãy lựa chọn ra cho mình một cái USP và đừng quên rằng không chỉ là tuyên bố khẩu hiệu mà nó phải đi đến hành động, và chúng ta phải giữ lời hứa với những cái điều đó cho người ta thấy, cho người ta xem ở trên cái kênh của mình, và từ đó với cái tần suất đủ lớn, đủ nhiều lặp đi lặp lại, chúng ta sẽ tạo ra một cái dấu ấn cá nhân trong tâm trí của khách hàng cũng như học viên của mình nha.